Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quỳnh Dương sinh năm 1986, trú tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường theo điều 235 Bộ luật hình sự. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Trước đó, vào khoảng tháng 1 năm 2024, lực lượng công an phát hiện nhiều ô tô tải và máy xúc thực hiện việc đổ chôn lấp chất thải rắn xây dựng chưa qua xử lý xuống ao thuộc thôn Lực Điền, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ. Quá trình làm việc, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động tập kết xử lý chất thải rắn xây dựng. Vị trí đổ chôn lấp chất thải rắn xây dựng không thuộc khu vực xử lý với khối lượng hơn 2.000 tấn. Tại cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh, Dương khai nhận là người trực tiếp điều động xe đến đổ lượng chất thải rắn xây dựng chưa qua xử lý nêu trên. Vụ án đang được mở rộng điều tra.